Hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junien Supercar Vlog. Trong clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Toyota Corolla Cross phiên bản V 2024 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Với phiên bản màu trắng ngọc trai, giá bán của em nó sẽ là 828 triệu đồng. Còn với phiên bản màu khác thì giá bán sẽ là 820 triệu đồng. Như vậy thì Corolla Cross phiên bản V đời 2024 đã có giá bán rẻ hơn so với đời cũ vài chục triệu anh em nhé. Vẫn nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nhiều nâng cấp trang bị hơn nhưng mà giá bán thì lại rẻ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết mới trên Toyota Corolla Cross phiên bản V. Cái điểm đáng chú ý nhất đó chính là cái phần lưới tản nhiệt đã được thiết kế hoàn toàn mới với phong cách lưới tổ ong và thiết kế ăn khớp với phần thân xe giống như chiếc Lexus RX đời All New đó anh em. Nhưng mà chiếc này thì nó sẽ là dạng lưới tổ ong các bạn nhé. Ở phía trên các bạn thấy cũng sẽ có các chi tiết màu xám và một cái nẹp kim loại mạ chrome nối liền hai cụm đèn pha với nhau. Phần đầu xe cũng sẽ có 4 cảm biến và hệ thống camera trước trong camera 360 độ. Đây là cái cụm đèn pha hoàn toàn mới trên Toyota Corolla Cross 2024. Nó được chia làm 2 tầng kết hợp với một dải đèn LED định vị nằm ở chính giữa phân tách hai cái cụm đèn pha này với nhau. Đó các bạn thấy không? Phía trên thì có 4 cái chóa LED và phía dưới thì có một cái bóng bi LED cỡ lớn anh em nhá. Đó, thiết kế rất ấn tượng của đèn pha trên Toyota Corolla Cross đời 2024. Cả hai phiên bản đều sẽ có cụm đèn pha giống nhau. Đây chính là cái chi tiết ốp màu xám với những cái đường khía khía này các bạn này. Logo Toyota kèm camera trước trong hệ thống camera 360 độ nằm ở bên dưới. Đó là cái lưới tản nhiệt và các chi tiết đặc biệt tại phần đầu của Toyota Corolla Cross 2024. Với phiên bản V này thì em nó sẽ vẫn được trang bị khối động cơ 4 xi lanh 1.8 lít như đời cũ, không có sự thay đổi nào anh em nhé. Hệ thống khung gầm vẫn là khung gầm TNGA quen thuộc của Corolla Cross. Đây chính là cái gương chiếu hậu của phiên bản V này. Gương chiếu hậu của phiên bản V sẽ khác với phiên bản Hybrid khi cái camera hai bên nó vẫn sẽ nằm ở trên chân gương thay vì nằm ở trên củ gương. Và gương chiếu hậu này cũng sẽ có dải LED báo rẽ kết hợp với sơn trùng màu ngoại thất ở phía trên và ốp nhựa màu đen ở phía dưới. Đó là sự khác biệt của bản Hybrid và bản này anh em nhé. Đây chính là bộ mâm của Corolla Cross phiên bản V. Em nó sẽ được trang bị bộ mâm 18 inch lốp 225/50 và vẫn sẽ là trang bị lốp của Michelin lốp Primaxi 4 giống như phiên bản Hybrid. Cả bánh trước và bánh sau đều sẽ được trang bị phanh đĩa và vòm bánh trước vòm bánh sau đều được ốp nhựa màu đen. Bây giờ chúng ta sẽ vòng ra phía sau và khám phá chi tiết phần đuôi anh em này. Phần đuôi thì gần như là không có sự thay đổi đáng chú ý nào so với phiên bản 2020 đã ra mắt và rất ăn khách tại Việt Nam. Đã có đến 57.000 chiếc Corolla Cross được bán ra tại Việt Nam trong những năm qua sau khi em nó được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về và giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Đây chính là cái cụm đèn hậu của đời 2024. Nó được tinh chỉnh một chút cái phần đồ họa ở cái chi tiết đang phát sáng đó anh em. Và nó cũng được thiết kế hơi nhô ra một chút. Cái phần viền trên được sơn màu đen anh em này. Đấy, các bạn nhìn thấy các cái tua tua sáng, nó đẹp hơn một chút so với đời cũ. Còn đây là cái nẹp kim loại mạ chrome kèm dòng chữ Corolla Cross và logo Toyota gắn ở phía trên. Camera gắn ở phía trên, phát gắn biển số. Và đây là tổng thể phần đuôi. Ở dưới các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ vẫn có một cái cản xe được kết hợp giữa nhựa màu trắng trùng màu ngoại thất và nhựa màu đen. Trong đó chúng ta cũng sẽ thấy có 4 cái cảm biến lùi. Như vậy thì em này sẽ có 4 cảm biến lùi và 4 cảm biến trước xe các bạn nhé. Đây là cái cánh đứt gió trên mui, vây cái mập và có thanh dây trên mái anh em nhé. Đó, tổng thể trực diện phần đuôi của Toyota Corolla Cross. Bây giờ thì mình sẽ mở cái cốp chứa đồ lên. Cốp chứa đồ của bản V này cũng là cốp mở điện xịn sò các bạn nhé. Khoang chứa đồ của Corolla Cross vẫn là 440 lít, một trong những cái khoang chứa đồ rất rộng trong cái phân khúc này. Em này cũng sẽ có bánh dự phòng ở phía dưới cái tấm này, mình sẽ nhấc lên cho các bạn xem. Cái bánh dự phòng nó sẽ nằm ở dưới cùng với các cái phụ kiện để các bạn có thể thay bánh dự phòng khi gặp sự cố ở trên đường. Chiếc này thì dùng lốp sơ cua, max speed là 80 km/h các bạn nhé. Đậy xuống chúng ta sẽ có một cái không gian chứa đồ có dung tích là 440 lít khi dùng cả hai hàng ghế. Đóng thì tất nhiên cũng là đóng điện rồi. Đấy, nhẹ nhàng cả hai phiên bản đều sẽ có đóng và mở điện xịn sò cho khách hàng sử dụng. Những chiếc xe có giá hơn 800 triệu và hơn 900 triệu tại thị trường Việt Nam. Đấy, phần đuôi của xe trông vẫn rất đẹp các bạn nhé. Một cái mẫu xe cực kỳ hot tại Việt Nam kể từ khi ra mắt trong thời gian vừa qua.
Đây là mức tiêu hao nhiên liệu của em này, 7,55 lít kết hợp 9,9 lít khi trong đô thị và 6,16 lít khi ngoài đô thị. Nó khác với phiên bản Hybrid chỉ tiêu thụ khoảng hơn 3 lít cho 100 km thôi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu anh em ạ. Đây chính là phần đầu của xe. Trước khi chúng ta đi vào bên trong không gian nội thất của chiếc Toyota Corolla Cross này. Đấy, cái phần đầu nhìn ngầu anh em, mình thấy là nó chiến hơn so với bản cũ đấy. Với tay đóng cửa và bắt đầu khám phá không gian khoang cabin của một chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản V. Phiên bản có giá bán 820 triệu đồng tại thị trường Việt Nam các bạn nhá. Nó rẻ hơn vài chục triệu đồng so với phiên bản cũ đó các bạn. Xem phiên bản này nó khác biệt như thế nào so với phiên bản HEV giá 905 triệu đồng anh em nhá. Đầu tiên thì mình sẽ bật cái hệ thống điện lên xe này, ấn một lần này, ấn thêm một lần nữa thì hệ thống điện nó sẽ được khởi động này. Đó, sẽ có một số điểm mới so với đời cũ và đẹp hơn so với đời cũ anh em nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc vô lăng được bọc da màu đen, tích hợp các phím bấm khá là quen thuộc rồi. Không có lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng và vô lăng này cũng sẽ là chỉnh cơ. Trên này chúng ta sẽ có các phím bấm để cài đặt gói Toyota Safety Sense giống với phiên bản HEV. Có cảnh báo lệch làn và giữ làn đường, có adaptive cruise control và các bạn cũng có thể next bài hoặc là vào mode ở đây, đó là vô lăng. Phía sau em nó thì chúng ta cũng sẽ có một chiếc màn hình điện tử hoàn toàn kích thước là 12,3 inch anh em nhá. Nó sẽ không có một cái cụm để hiển thị những cái tính năng liên quan đến động cơ hybrid ở bên này, mà bên này nó sẽ là hiển thị vòng tua, bên này nó sẽ là hiển thị tốc độ, chính giữa nó cũng sẽ hiển thị tốc độ dạng điện tử PRND và các bạn có thể cài đặt được một số cái thông tin liên quan đến gói công nghệ Toyota Safety Sense ở trên cái màn hình này. Đó là cái màn hình điện tử kích thước là 12,3 inch trên chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản V này anh em nhá. Ở bên này chúng ta có cửa gió điều hòa này, bên này chúng ta có các phím bấm này, cài đặt auto chip này, đèn chiếu xa ở bên ngoài này. Wow, chiếc này thì được bọc da màu đỏ kết hợp với màu đen anh em nhá. Rồi, đây chúng ta sẽ có một chiếc màn hình giải trí tại trung tâm khoang cabin kích thước 10 inch, có thể kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Ví dụ như thời điểm hiện tại nó đang kết nối với Apple CarPlay này anh em này. Đấy, các bạn về đây, các bạn vào đây sẽ vào được các ứng dụng này. Ví dụ như Bluetooth này, đài này, VR này, Apple CarPlay này, Android Auto USB, thông tin phương tiện, điện thoại này. Bên này có iPod hình ảnh trình duyệt này. À, chiếc này có để sang tiếng Việt rồi này. Chiếc HEV kia là vẫn đang tiếng Anh anh em nhá. Các bạn vào được camera 360 độ này. Đấy, camera 360 độ của Corolla Cross phiên bản V ở đây. À, nó sẽ vào được các cái góc nhìn ở đây, các cái góc nhìn ở đây. Đấy, side by side này. Nó cũng giống như phiên bản HEV thôi. Các bạn kiểm tra góc nào các bạn chạm vào. Chạm vào vị trí trên, vị trí này. Quay lại home. Đấy. Do chiếc này đang kết nối với điện thoại iPhone, thế nên các bạn vào được cái Android Auto hoặc là Apple CarPlay đây. Đấy, vào những nhìn trông nó màu sắc, trông nó đẹp hơn hẳn anh em nhờ. Thôi bỏ qua cái màn hình này anh em nhá. Phía dưới chúng ta có cửa gió điều hòa, đèn hazard, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập phía trước, các bạn điều chỉnh nhiệt độ ở đây, điều chỉnh lượng gió ở đây, sấy kính trước, sấy kính sau, lấy gió trong, lấy gió ngoài, điều chỉnh hướng gió hay là AC, các bạn điều chỉnh ở cái cụm này anh em nhá. Tablo của chiếc này cũng được bọc da, da màu đen chỉ khâu màu xám. Chuyển xuống phía dưới, Toyota Corolla Cross phiên bản V sẽ không có đế sạc điện thoại không dây xuất hiện ở trong này mà nó chỉ là một cái không gian để đồ thôi. Bản HEV thì sẽ có sạc điện thoại không dây chuẩn quy anh em nhá. Chúng ta cũng sẽ chỉ có một cái nút đó là tắt chống trơn trượt thay vì có nút Drive Mode và nút EV Mode như phiên bản HEV. Cần số thì vẫn sẽ được bọc da màu đen, các bạn sẽ bóp và kéo xuống vào được PRND M cộng trừ anh em nhá, không phải là cái nút B như phiên bản HEV mà nó là sẽ là M cộng trừ, cũng là gần như là tương đương nhau. Các bạn dùng cái cần số này để sang số bằng tay. Phía dưới này anh em sẽ có auto hold và phanh tay điện tử, cũng là những cái điểm mới trên đời 2024. Đời cũ thì các bạn dùng phanh tay dạng chân đạp đó các bạn, còn đời mới thì là điện tử ở đây rồi và có thêm auto hold, hai khay để cốc, để đồ hoặc là để chai nước xuất hiện ở phía dưới này. Và bệ tì tay thì được bọc da màu đỏ đó, các bạn nhìn thấy cái màu đỏ này đẹp chưa, chỉ khâu màu xám tương phản. Nhấc lên chúng ta sẽ có một cái không gian để đồ, cổng sạc dạng tàu thuốc 12V 120W anh em nhá. Cái không gian chứa đồ này thì nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không phải là quá to. Các bạn hạ xuống nó sẽ là cái bệ tì tay. Còn đây chính là chiếc ghế ngồi được bọc da màu đỏ, nhìn rất là thể thao, tương phản với màu đen. Vị trí chính giữa vẫn sẽ có một cái điểm nhấn làm từ da lộn
Và ghế ngồi thì vẫn sẽ có đục lỗ thông hơi tại phần đệm mông và đệm lưng anh em nhá. Thành ghế được làm nhô nhô lên, nó tạo nên cái tư thế ngồi thể thao cho người ngồi đấy các bạn. Và mình thấy cái ghế này thì rất giống với ghế của Camry. Ghế phụ thì tất nhiên sẽ là chỉnh cơ rồi. Còn ghế lái của em này sẽ là chỉnh điện đa hướng anh em nhá. Chỉnh điện đa hướng xịn sò. Đó là toàn bộ không gian khoang cabin của một chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản V có giá bán khoảng 820 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Vừa được đưa về Việt Nam và đã có mặt tại đại lý rồi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ thị trường Thái Lan các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, thế nên là các bạn yên tâm về chất lượng, bởi vì đây cũng là một cái mẫu xe toàn cầu sử dụng khung gầm TNGA rồi các bạn mà, xịn sò luôn, bán được cả ở Nhật và cả Mỹ nữa cơ mà. Thế nên các bạn yên tâm về chất lượng, đó là Toyota Corolla Cross phiên bản V. Mở cửa hàng ghế thứ hai, và đây chính là không gian hàng ghế thứ hai của một chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản V các bạn nhé. Đó, chiếc màu đỏ bên kia là phiên bản HEV, còn chiếc này thì là phiên bản V. Ngoại thất màu trắng, nội thất bên trong thì được bọc da màu đỏ kết hợp với màu đen tương phản, rất là ấn tượng. Cái không gian sử dụng thì nó giống như đời cũ thôi, bởi vì kích thước nó không thay đổi, đây chỉ là một phiên bản nâng cấp. Ở chính giữa thì anh em sẽ thấy là có cửa gió điều hòa cho khoang sau, có hai cái cổng sạc dạng Type C, và cái sàn xe thì nó chỉ có cái trục ở giữa hơi nhô lên một chút thôi, thế nên người ngồi giữa không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đây chính là cái phần ghế ngồi được bọc da màu đỏ, có đục lỗ thông hơi tại hai vị trí ghế chính, và giữa thì anh em sẽ có một cái bệ tì tay, mình sẽ kéo nó ra cho các bạn xem. Nó không có cái dây thế nên là các bạn kéo hơi khó. Đó, các bạn thì kéo ra, bọc da màu đỏ ở trên này, có hai cái khay để cốc này, không dùng đến các bạn sẽ gạt lên. Cái người ngồi ở giữa thì nó sẽ hơi bị nhô ra một chút anh em nhá, hơi nhô ra một chút này. Hai vị trí ghế chính của hàng ghế sau thì cũng được làm lõm tại ở giữa, có đục lỗ thông hơi và cũng có cái chi tiết bọc da lộn màu đỏ ở giữa này anh em này. Ba vị trí tựa đầu riêng biệt, cái độ ngả ở mức vừa phải anh em nhá. Đây, cái độ ngả của ghế ngồi thì ở mức vừa phải, không phải là quá tốt nhưng mà như thế này thì các bạn đi cũng ok rồi. Trần xe cũng trang bị trần kính phun ra phía sau như trên phiên bản HEV. Đó là những cái trang bị khá là ok cho phiên bản này. Em này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 7,55 lít cho 100 km. Đó là cái mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp. Thành cửa thì sẽ được bọc da màu đen kết hợp với màu đỏ này. Và cũng có một cái khay để cốc xuất hiện tại thành cửa, trông khá là hay anh em nhờ. Đó là những cái xuất hiện tại hàng ghế thứ hai của Corolla Cross phiên bản V các bạn nhá. Phiên bản có giá bán hơn 820 triệu đồng tại trường Việt Nam.